Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa thấy Mai Vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn của chị Tiền có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống cô chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Tiền nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình giờ gặp luôn bà chủ rồi, chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi bà chủ ơi. Rồi, em chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cây cảnh trên cả nước ha. Rồi hôm nay trở lại kênh em cũng có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi không làm mất thời gian của các cô chú anh chị nữa, em vô cây đầu clip là mã 31D là một cây hoa hồng thanh tú nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây này tàn đều luôn cô chú anh chị ha. Ngon lành luôn. À, cái hoành của nó là được 16 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là được 90. Rồi. Ngang của nó là được 71. Rồi. Rồi cây 31D này em giao lưu với các cô chú anh chị là 700 nha. Rồi 700. 700 em bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị luôn. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 32D. 32D là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Bo già hết trơn cô chú anh chị ha. Đế cũ luôn ha cô chú anh chị. Rồi cái hoành của nó là được 18 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 68. Rồi. Ngang của nó là 60. Rồi. Rồi cây 32D này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Rồi 600 ngàn. Đổi cây. Quên tự nhiên. Rồi tiếp theo cây mã số 33. 33D. 33D cũng là một cây cúc họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Mưa sáng giờ mới thấy được miếng nắng. Bo già quá trời của chú anh chị. Cái hoành của nó là được 20 ạ. Rồi. Bo ngon nha. Chiều cao của nó là 1 mét. Tán ngang của nó là được 70. Rồi. Rồi cây 33D này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi 650 mình đổi cây ha. Rồi mã số 34D. 34D cũng là một cây cúc họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn xuất sắc luôn cô chú anh chị ơi. Tàn đều luôn ha. Trái cũ luôn cô chú anh chị. Hoành được 16 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là được 93 ạ. Rồi. Tán ngang của nó là được 70 ạ. Rồi. Rồi cây 34D này em giao lưu với các cô chú anh chị là 700 nha. Rồi mày đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 35D. Rồi 35D là một cây cúc phượng thanh tân nha các cô chú anh chị. Cái này bó dược dài thòn luôn cô chú anh chị ha. Nè, bó đi nè, đều dài thòn luôn cô chú anh chị. Mấy này về mình lấy dài mà lấy bo là ngon luôn ha. Cây này có củ luôn cô chú anh chị. Rồi hoành của nó là được 14 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là được 70 ạ. Rồi. Ngang của nó là được 74 ạ. Rồi. Rồi cây 35D này em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi mã số 36D. 36D cũng là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Đế nở vàng ôm luôn cô chú anh chị. Cái hoành là được 19 ạ. Rồi. Chiều cao là được 90. Ngang là được 72. Rồi. Rồi cây 36D này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi mà đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 37D. Rồi. 37D cũng là một cây cúc họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cái hoành của nó là được 21 ạ. Bo già cô chú anh chị ha. Này mới già được hai cơ đọt đầu tiên ha. Chiều cao của nó là được 82 ạ. Rồi. Ngang của nó là được 60 ạ. Rồi. Rồi cây 37D này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 38D. Cũng là một cây cúc họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha.
bo già nè cô chú anh chị nè, bớt nụ hết luôn cô chú anh chị ha, bo già lắm rồi ha. Rồi cái hoành của nó là được 15 mà. Cái này dáng hơi xiên xiên, có củ luôn cô chú anh chị. Chiều cao của nó là được 60 ạ. Rồi. Ngang của nó là được 50 ạ. Rồi. Rồi cây 38 dê này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Số 39 dê. Rồi. 39 dê là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Rồi, thân nó lắc rồi cô chú anh chị mình nhìn thấy ghiền không? Tàn đều gan luôn cô chú anh chị ha. Đế có luôn cô chú anh chị ha, có mấy cái chân bỏ ra rất đẹp nha cô chú anh chị ha. Nè. Cái thân lắc rất là duyên luôn cô chú anh chị ha. Hoành của nó là được 27 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là được 89 nha. Rồi, cái này đều tàn nha. Ngang của nó là được 73 ạ. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2,5 triệu ạ. Rồi 2,5 triệu mã số 39 dê. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 40 dê. 40 dê cũng là một cây cúc họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, cái này thân lắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn đều luôn cô chú anh chị ha, tai cành ha. Bỏ đều gan luôn cô chú anh chị mà. Thân lắc ha, cụ đế có luôn, cái cụ giữ cái cũ luôn cô chú anh chị ha. Bề cũ giữ dần cái bề cũ ha. Cái hoành là được 26 ạ. Rồi. Chiều cao là được 86 ạ. Rồi. Ngang là được 75 ạ. Rồi. Rồi cây 40 dê này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2,5 triệu nha. Rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0367311849. Cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Tuyền cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ cho chị Tuyền trong cái clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho bọn chị Tuyền nha. Cuối clip cũng không quên cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh em quay video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo và xem sớm nhất nha. Xin chào ạ.